Tân Thiên Long Mobile, tuyệt tác kiếm hiệp Kim Dung. Phiên bản mới, Nguyệt Ảnh Kỳ Trận với nhiều cập nhật đặc sắc và hấp dẫn. Môn phái mới Đường Môn xuất thế, thất phái quy tụ, khuấy động giang hồ. PK không giới hạn với chiến trường Tống Liêu rực lửa liên server. Phó bản mới Thiếu Thất Sơn nơi anh em bang hội cùng săn võ hồn, tinh đúc võ hồn, nâng tầm lực chiến người chơi. Ngoại trang cực phẩm với hơn 100 bộ thời trang và thú cưỡi độc đáo. Tất cả đã có trong phiên bản Nguyệt Ảnh Kỳ Trận. Tân Thiên Long Mobile VNG, trực tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.